Đồng nhân dân tệ tăng giá khi lợi thế nghiêng về ông Biden. Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, chính sách về Trung Quốc của hai đảng giống nhau. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa, chuyển giao hòa bình nếu chúng tôi thất bại. Bầu cử Mỹ 2020 có thể rất lâu mới kết thúc. Đây là bản tin đặc biệt cập nhật bầu cử Mỹ 2020 trên kênh FBNC. Các trang truyền thông lớn của Mỹ đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của ông Joe Biden. Như vậy, với chiến thắng tại bang Pennsylvania, ông Joe Biden đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi bước vào Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1, ở tuổi 78, ông Joe Biden là người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Ông có thể sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy khó khăn khi điều hành một Washington phân cực sâu sắc. Ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử và không thừa nhận ông Joe Biden đã đánh bại mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc, ông Trump nói trong một tuyên bố được đưa ra chỉ vài phút sau khi đài NBC dự đoán ông Biden sẽ là người chiến thắng. Ông Trump thề rằng ngay vào ngày thứ hai, nhóm của ông sẽ bắt đầu khởi tố vụ việc tại tòa án để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump vẫy cờ và hô vang ủng hộ Tổng thống Donald Trump khi có tin ông Joe Biden đắc cử. Những người ủng hộ ông Trump đã hát bài My Country, This of Thee và đọc lời thề tuyên thệ trung thành trên các bậc thềm của tòa nhà bang Michigan ở Lansing. Rất nhiều người Mỹ từ chối thừa nhận rằng cuộc bầu cử đã kết thúc. Ngày 4 tháng 11, khi tình hình bầu cử nghiêng về ông Trump, tỷ giá đồng nhân dân tệ ngoài Trung Quốc giảm và đạt mức 6,7741 nhân dân tệ trên 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến tối khi tình hình chuyển hướng sang ông Biden, thị trường đảo chiều, đồng nhân dân tệ nhanh chóng tăng lên, đạt mức 6,6148 nhân dân tệ trên 1 đô la Mỹ. Giá nhân dân tệ trong Trung Quốc cũng biến động. Cụ thể, ngày 5 tháng 11, nhân dân tệ trong Trung Quốc tăng hơn 1%, cùng với tỷ giá ngoài Trung Quốc đã tạo mức cao nhất trong 28 tháng qua. Theo Reuters đưa tin, ông Lý Lưu Dương, nhà phân tích tài chính của China Merchants Bank cho biết, chính sách đối với Trung Quốc của ông Biden có thể dự đoán được nhiều hơn. Đây là một thông tin tốt đối với tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ. Chu Hạo, nhà kinh tế học cao cấp của ngân hàng Commerzbank Đức, trú tại Singapore, tin rằng ông Biden nếu làm chủ Nhà Trắng sẽ cần một khoảng thời gian phát thảo các chính sách mới. Điều này có thể giúp cho Trung Quốc có một khoảng thời gian thở phào chuẩn bị. Đồng thời, bầu cử vẫn có khả năng rơi vào hỗn loạn, cũng có nghĩa là chính sách ngoại giao hiện tại của Mỹ có thể tạm thời bị ảnh hưởng. Điều này đều có lợi cho giá trị của đồng nhân dân tệ. Ông Trương Kiến Thái, trưởng chiến lược gia khu vực châu Á của ngân hàng Mizuho Nhật Bản chia sẻ với Reuters, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến cho tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm xuống mức 7,2. Từ cương lĩnh chính sách của ông Biden mà xét, không có nhiều khả năng ông sẽ mở rộng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, có thể sẽ đàm phán nhằm giảm thuế để đổi lấy những ưu đãi ngược lại từ Trung Quốc. Việc ông Biden dẫn đầu có lợi cho đồng nhân dân tệ, dự đoán tỷ giá nhân dân tệ sẽ tiến gần đến mức 6,5. Khi môi trường bên ngoài tương đối chắc chắn sẽ thuận lợi hơn cho Bắc Kinh tăng tốc mở rộng các thị trường. Được biết, từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 1 năm 2020, đàm phán thương mại Mỹ-Trung liên tiếp diễn ra căng thẳng, nhiều lần đình chiến rồi lại bùng nổ, từng có thời điểm đứng yên rồi đến sự im lặng trước khi ký kết thỏa thuận giai đoạn 1, khi Washington đã đạt được một số thành tựu về bảo vệ sở hữu trí tuệ và giảm thiểu thâm hụt. Cùng với đó, thái độ của ông Trump đối với Trung Quốc dường như càng trở nên cứng rắn. Nếu ông tái đắc cử thì chính sách khó đoán của ông cũng làm tăng thêm độ khó cho Trung Quốc khi triển khai ứng phó. Theo nhiều tổ chức nghiên cứu chính trị kinh tế độc lập cho biết, trước cơ hội kinh doanh của ngành tài chính Trung Quốc với tổng tài sản hơn 340.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 51.000 tỷ đô la Mỹ, các nhà đầu tư tài chính phố Wall không thể ngồi yên. Tiềm năng thị trường khổng lồ của Trung Quốc đã khiến cho các công ty kinh doanh và công nghệ của Mỹ mong muốn một ngày sẽ thâm nhập được vào. Ông Biden đã tham gia chính trị 47 năm và có quan hệ hữu nghị với các lãnh đạo Trung Quốc trong lịch sử, cũng là một lý do để giới đầu tư tài chính Mỹ-Trung hy vọng, bất chấp cảnh báo để làm ăn được ở Trung Quốc phải đánh đổi nhiều thứ và có nguy cơ bị thao túng phục vụ cho mục đích riêng của Bắc Kinh.
Thông tin khác liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Theo hãng thông tấn Đài Loan Taiwan News, vào ngày 5 tháng 11, trong cuộc gặp với các học giả tại Bắc Kinh, quyền đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Rob Fordon cho biết chính sách hiện tại với Trung Quốc được ủng hộ mạnh mẽ từ hai đảng. Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ công bằng, bình đẳng, có đi có lại với Bắc Kinh. Bên cạnh đó cũng ưu tiên phối hợp các vấn đề toàn cầu. Dù ai chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì lập trường với Trung Quốc cũng không thay đổi. Được biết, vào tháng 8 năm 2020, Đảng Dân Chủ đã ra cương lĩnh tranh cử. Trong đó, quan hệ với Trung Quốc là vấn đề hiếm hoi. Họ đồng thuận cùng Đảng Cộng Hòa. Nếu ông Biden thắng, không chỉ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Tứ Kim Cương ở châu Á cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, mà ngay lập tức tái liên kết với châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO trong một mặt trận thống nhất chung nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell hôm 6 tháng 11 cho biết sẽ có chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu Đảng Dân Chủ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông McConnell nói rằng điều đó là tất nhiên, chúng ta đã có các cáo buộc chuyển giao trong hòa bình từ năm 1792. Cứ mỗi 4 năm lại có một chính phủ và nội các mới. Ý kiến của ông McConnell được đưa ra trong bối cảnh ông Trump cho rằng nhiều bang có gian lận trong bầu cử và ông không chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi kiểm phiếu lại ở một số bang chiến trường quan trọng. Trước đó, trong một đoạn tweet, ông McConnell cũng cho biết các cuộc bầu cử công bằng là điều chúng ta phải làm ở một đất nước vĩ đại. Mọi lá phiếu đúng luật đều phải được đếm, mọi lá phiếu sai luật đều phải bỏ đi. Tất cả các bên đều cần tham gia vào quá trình kiểm phiếu. Tòa án sẽ bảo đảm mọi thứ theo đúng pháp luật và giải quyết các tranh chấp. Đó là cách người dân Mỹ sẽ quyết định kết quả bầu cử. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến bầu cử Mỹ ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.